Hello, chào anh em nhé. Đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái binh khí phong trào của môn phái của truyền. Thì ở đây đao với kiếm nhôm thôi các bạn. Đây, lâu rồi mình mới làm lại video cho các bạn xem, bởi vì một số cái sản phẩm này đối với đồ tập võ thuật cổ truyền thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà thật ra ở trên kênh YouTube cũng như là những cái trang thương mại khác, nó thấy cái hình ảnh của sản phẩm nó tưởng là hàng hàng nóng thế ha, cho nên mỗi lần mình đăng lên cũng rất là ngại. Ok, đây các bạn, này là đao nhôm, ủa xin lỗi các bạn, này là kiếm nhôm không sắc bén nha các bạn. Đó, mình lưu ý cho các bạn không sắc bén. Kiếm nhôm này để chúng ta sử dụng trong đích là tập võ cổ truyền, nó không sắc bén. Ok ha, cũng cũng không nhọn lắm nha. Ok chưa, đây đây đó là bóng, này là nhôm nha các bạn, nhôm nha các bạn. Cán này là cán các bạn, cán thì bình thường cán ở chỗ này là người ta bên những cái một số cái sản phẩm phong trào khác thì cái cán này nó được lắp ráp chỗ này nó rất dễ bị gãy, còn ở đây cán bên mình là làm thẳng nhôm thẳng xuống dưới đây luôn, xong đó hai miếng gỗ ghép lại với nhau như thế này. Ok, và đóng chốt thì nó rất là chắc chắn, không bao giờ mà sợ bị ngã bị gãy nha các bạn. Các bạn lưu ý chỗ đó nha, cho nên hàng của bên mình thì tuyệt vời các bạn. Đây là dẻo nè, đó thấy chưa, kiếm dẻo nè, kiếm dẻo nè. Một số loại kiếm trên thị trường rất là dở, nó cong như thế này xong nó cong luôn, nó không có độ bật lại, còn này kiếm có độ bật lại rất tốt nè. Đó, kiếm nhôm nha các bạn, nó gồm 3 size, S, size M và size L. Bạn nào đặt hàng thì cứ liên hệ thì mình sẽ tư vấn size dành cho môn sinh. Ok ha. Rồi tiếp theo nữa, đây các bạn, mình sẽ khoe các bạn cái đơn với các bạn là cái đao nhôm. Đây, đây các bạn, đây là đao nhôm size S, đây là đao nhôm size S nha các bạn. Đó, đao nhôm size S, ok. Đây, size S dành cho những cái bạn nhỏ. Đây, nè các bạn, đao nhớ với đao nhôm và kiếm nhôm mình cũng nói một lần nữa nha các bạn, mình cũng đính chính lắm thôi các bạn, là không sắc bén nha các bạn, đằng nhôm hoàn toàn, đó, hoàn toàn luôn, đẹp rất là đẹp các bạn. Đó, dưới này cũng vậy, dưới này cũng vậy, cũng làm nhôm xuống tới tận đấy đích luôn, nghe chưa, và chúng mình ghép hai cái lớp, ghép hai cái thanh gỗ lại với nhau như thế này để cho các bạn yên tâm, không bao giờ mà sợ bị gãy chỗ cái khớp nối này, không bao giờ sợ gãy chỗ khớp tập ha. Đây, ok, đao cũng vậy các bạn. Đây, để mình lấy một cái cây đao size L cho các bạn xem nha. Là size lớn hơn một xíu cho các bạn có thể phân biệt được. Đây, đao này. Đao này là đao size M. Đây, size mình sẽ so sánh cho các bạn xem size M và size S nó dài với nhau là như thế nào ha. Ok. Thì thường thì size S nó sẽ dài là 72 cm dài tổng, còn size M thì nó dài hơn các bạn. Đây. Đây các bạn, đó, còn size L nó sẽ dài 79 cm, đó, 79 cm là từ gần 8 tấc các bạn. Đây, đó, các bạn xem này, đó, nó sẽ lệch nhau một ít như thế này nè, thấy chưa. Đó, kiếm rất là tuyệt vời chưa, màu cổ, màu cán cũng rất là đẹp. Đó, sẽ rất hợp lý cho các bạn tập bài tứ linh đao nè. Đó, ok, các bạn tập bài hổ đao nè, ok chưa. Rồi đây, mình sẽ cho các bạn xem này, độ bật của đao này không, chưa, sáng bóng luôn các bạn, tập luyện rất là tuyệt vời. Bạn biểu diễn hay là các bạn biểu diễn trên sàn đấu rồi này kia thì nó sẽ óng ánh lên rất là tuyệt vời, đó, nó tăng thêm điểm nhấn để các bạn tập luyện cũng như là cái bài biểu diễn của bạn được đẹp hơn ha. Đây rồi, mình cho các bạn xem bên mình còn có kiếm kiếm đôi của kiếm của em để đâu em, kiếm đôi em, cặp kiếm á, ở dưới này đúng không? Đây mình cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, đây này là song kiếm các bạn, đây là song kiếm, đúng các bạn, song kiếm của võ cổ truyền luôn các bạn. Đây, tại sao gọi là song kiếm, hai cây kia có phải là song kiếm hay không? Bởi vì song kiếm ở đây là mình khi mà mình sẽ ghép hai cây kiếm lại nó thành một, gọi là song kiếm. Này mình bây giờ mình sẽ lật ra cho các bạn xem, đó chưa, đây hai bên này ở bên trong này nè các bạn, nó gặp nhau kỹ nè, em quay hướng này cho các bạn thấy nó khỏi bị ngược sáng nè, thấy chưa, đó song kiếm nè, ok không, song kiếm nè, ghép lại với nhau nè, đó nó thành một cái cây kiếm nè. Còn đây em đi vào đây, còn cái kiếm mà kiếm thường không phải là song kiếm thì nó sẽ thế này. Đây, các bạn hình dung không? Ok chưa? À, nó khác nhau không các bạn? Đây, đó, song kiếm. Ok. Thấy chưa? Đó, ghép lại thành một cái cây kiếm luôn, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ tập luyện những cái bài song kiếm, ok ha. Đấy. Đó là những cái sản phẩm về đao nhôm, kiếm nhôm. Đây, mình có cho các bạn xem phân biệt một cái loại
đao nhôm. Bên mình hiện tại còn đang có một cái đao nhôm rất là phong trào dành cho các bạn nào mà muốn tập phong trào, không có tiền để chúng ta tập đẹp, chúng ta chỉ tập luyện thôi, mà không phải thi đấu, cũng không không phải là biểu diễn, và tập luyện để ví dụ nó rớt, nó rơi, nó bị hư thì chúng ta không có sót tiền, ok ha. Đây đối với cặp này đó các bạn nhìn này, nó sần sùi này không, một kèo nó khác nhau không đó, chưa đó, đương nhiên giá trị của nó sẽ khác nhau, giá tiền của sản phẩm sẽ khác đó. Bên mình có làm thêm cái sản phẩm giá rẻ này để cho anh em tập tại nhà, chúng ta mua về chúng ta tập tại nhà, chúng ta luyện cho đủ trong cái quá trình chúng ta luyện sản phẩm này, luyện một thời gian chúng ta lên tầm thì sản phẩm này bị hư, ok là vừa đủ để chúng ta chuyển sản phẩm kia để chúng ta đi biểu diễn, hay chưa, ok không, mặt hàng tuyệt vời ha, đó giá rẻ các bạn ha, ok rồi. Đó là một số cái sản phẩm về đao nhôm, kiếm nhôm, phong trào. Thì ngoài đao nhôm, kiếm nhôm thì bên mình còn có mũi thương đó, ok, và trường côn may, ví dụ đây này là trường côn may đấy các bạn, trường côn thì chúng ta sẽ tập một số cái bài về côn đây. Trường côn thì bên mình có rất nhiều loại, còn rất là dẻo mà đó, ta đánh ha, chúng ta sẽ đánh những bài côn, ok, rất tuyệt vời đó, ok chưa đó. Thì trường côn thì bên mình có cái độ dài là 1.8 và đường kính của nó là từ 24 tới 30 mm, ok, đó tùy vào mỗi đợt hàng cũng như là các bạn sự lựa chọn cái tay của các bạn nắm bắt như thế nào đó. Rồi bạn nào quan tâm tới những sản phẩm về đao kiếm nhôm, binh khí võ cổ truyền đó, cũng như một số cái sản phẩm bên dụng cụ võ thuật thể thao, thì bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999, hoặc các bạn có thể tới địa chỉ số 70 đường D2 phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để đặt hàng nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.